Thưa quý vị, nhằm khơi gợi cho học sinh hứng thú tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, di sản của tỉnh nhà, đồng thời hướng đến mục tiêu mỗi học sinh là một tuyên truyền viên giới thiệu di sản của tỉnh đến công chúng và du khách. Từ năm 2023, ngành văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục di sản. Cách làm mới mẻ này đã mang lại hiệu quả thiết thực, nên đang được tỉnh đẩy mạnh trong thời điểm cả nước đang kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Bình Giả và 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiết học lịch sử này thật đặc biệt với các em học sinh trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu, bởi địa điểm học diễn ra ngay tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với nội dung xoay quanh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1964 tại Bà Rịa Vũng Tàu, mà điểm nhấn là chiến thắng Bình Giả 2 tháng 12 năm 1964, 3 tháng 1 năm 1965. Từ những hiện vật được trưng bày, các thuyết minh viên đã dẫn dắt khéo léo qua từng câu chuyện, nhân vật cụ thể, giúp học sinh thẩm thấu nội dung bài học sâu sắc hơn. Em đã được hiểu thêm rất là nhiều về chiến thắng Bình Giả, và em cũng nhận ra được rằng là tỉnh mình hóa ra cũng đã có những chiến thắng vô cùng vang dội và đã góp phần là phá sản chiến lược chính trị đặc biệt của Mỹ nói riêng và toàn, và góp phần không nhỏ trong chiến thắng giải phóng miền Nam đất nước của chúng ta. Khi mà tham gia thực tế như vậy thì học hỏi thêm được nhiều về chiến lịch sử, để chúng ta là một con người Việt Nam chúng ta phải biết được lịch sử của nước nhà. Cái cách thức và hình thức tổ chức của bảo tàng thì phải nói là sẽ giúp các em hiểu sâu hơn về lịch sử địa phương, về lịch sử dân tộc, và với cách thức tổ chức như thế này thì các em sẽ hứng thú hơn. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 48 di tích lịch sử văn hóa được công nhận và xếp hạng. Nhằm làm mới phương thức giáo dục lịch sử, di sản quê hương cho học sinh, giúp các em không chỉ hứng thú hơn trong việc mở mang kiến thức văn hóa, lịch sử, mà còn bồi đắp tình yêu quê hương đất nước. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết chương trình phối hợp giáo dục di sản văn hóa giai đoạn 2023-2026 tại Bảo tàng tỉnh. Trong năm 2023, chương trình đã tổ chức cho gần 2.000 học sinh tham gia. Riêng năm 2024, năm có các sự kiện kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định Geneva, 60 năm chiến thắng Bình Giả, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bảo tàng tỉnh cũng tổ chức nhiều chuyên đề riêng cho hàng ngàn học sinh các cấp. Riêng trong tháng 10 này, chương trình tập trung tổ chức tìm hiểu chuyên đề về chiến thắng Bình Giả. Trong chương trình này thì các em sẽ được tham gia những cái phần học giờ học lịch sử và những cái phần trải nghiệm tại nhà bảo tàng, như là mình sẽ tham quan cái phòng trưng bày về chiến thắng Bình Giã. Sau đó mình sẽ được nghe tọa đàm nói chuyện về chiến thắng Bình Giã và xem những cái bộ phim tư liệu về chiến thắng Bình Giã. Và sau đó thì các em sẽ được tham gia những cái trò chơi trải nghiệm tại sân nhà bảo tàng, như là trải nghiệm lật máy ghép mảnh hình về chiến thắng Bình Giã và trò chơi là đẩy xe thồ phục vụ hậu cần trong chiến dịch Bình Giã và vẽ tranh về chiến dịch Bình Giã. Được thiết kế sinh động hấp dẫn, chương trình giáo dục di sản văn hóa tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ góp phần tăng sức hút cho môn lịch sử mà còn hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào quê hương, dân tộc. Từ đó khơi gợi trong các em về trách nhiệm kế tục xứng đáng với sự nghiệp của cha ông.